Năm La Mã. Từ: Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cổ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi, là 11 lợi ích. Thế nào là 11? Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được loài người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư thiên bảo hộ, không bị lửa, thuốc độc, kiếm, xúc chạm. Tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sáng, mệnh chung không hung ám. Nếu chưa thể nhập thượng pháp A-la-hán quả, được sanh lên phạm thiên giới. Này các tỳ kheo, từ tâm giải thoát, được thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, được tác thành cổ xe, được tác thành căn cứ địa, được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi sự, thời được chờ đợi là 11 lợi ích này. Sáu La Mã, Dasama gia chủ. Một thời, tôn giả Ananda trú ở Vesali tại làng Beluva Gamaka. Lúc bấy giờ, gia chủ Dasama trú ở thành Asthaka đã đi đến Pataliputta vì một vài công việc. Rồi gia chủ Dasama dân ở thành Asthaka đi đến một tỳ kheo. Sau khi đến, thưa với tỳ kheo ấy: Thưa tôn giả, tôn giả Ananda nay trú ở đâu? Thưa tôn giả, con muốn ý kiến tôn giả Ananda. Này gia chủ, tôn giả Ananda nay trú ở Vesali tại làng Biluvagamaka. Rồi gia chủ Dasama dân ở thành Asthaka, sau khi làm công việc xong ở Pataliputta, đi đến Vesali Biluvagamaka, đi đến tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, gia chủ Dasama dân ở thành Asthaka thưa với tôn giả Ananda: Có một pháp nào, thưa tôn giả Ananda, được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khéo nói. Chính ở nơi đây, tỳ kheo trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đưa đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Này gia chủ, có một pháp được Thế Tôn bậc đã biết, hay đạt được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Nhưng thưa tôn giả Ananda, một pháp ấy là gì? Được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán chánh đẳng giác khéo thuyết. Chính ở nơi đây, tỳ kheo trú không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sẽ giải thoát tâm chưa được giải thoát, hay sẽ đi đến chấm dứt các lậu hoặc chưa được đoạn tận, hay đạt được vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Ở đây, này gia chủ, tỳ kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, dễ quan sát như sau. Thiền thứ nhất này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phạm cái gì thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm? Dễ quán tri, cái này là vô thường, chịu sự đoạn diệt. Dễ an trú ở đấy, đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc. Nếu không đạt được sự đoạn diệt các lậu hoặc, dưới tham ái ấy, đối với pháp, dưới quan hỷ ấy, đối với pháp, dưới sự đoạn diệt năm hạ tầng kiết sử, vị ấy được quá sanh, tại đấy nhập niết bàn, không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này được Thế Tôn bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A La Hán chánh đẳng giác vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo làm cho tịnh chỉ tầm và tứ, chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm, và an trú thiền thứ ba và an trú thiền thứ tư, dễ quán sát như sau. Thiền thứ tư này
thuộc tăng thượng tác hành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn phải trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp này. Được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo với tâm câu khổ, với tâm an trú biến mãn một phương, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến bản với tâm câu khổ với từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân, dễ quan sát như sau. Từ tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là bộ pháp được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo với tâm câu khổ với bi, với tâm câu khổ với hỷ, với tâm câu khổ với xả, an trú biến mãn một phương, như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề gan, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, dễ an trú biến mãn với tâm câu khổ với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Dễ quan sát như sau. Xả tâm giải thoát này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, tỳ kheo vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, chấm dứt các tưởng chướng ngại, không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Dễ quan sát như sau. Chứng đắc không vô biên xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới này nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách chưa đạt được. Lại nữa, này gia chủ, sau khi vượt không vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, biết rằng vô sở khổ xứ, chứng đạt và an trú vô sở khổ xứ. Dễ quan sát như sau. Chứng đắc vô sở hữu xứ này thuộc tăng thượng tác thành, thuộc tăng thượng tâm. Phàm cái gì không còn trở lui thế giới ấy nữa. Này gia chủ, đây là một pháp được Thế Tôn, bậc đã biết, bậc đã thấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, vô thượng an ổn, đã khỏi các khổ ách chưa đạt được. Khi nghe nói như vậy, gia chủ Dasama, dân ở thành Ataka, thưa với tôn giả Ananda: Thưa tôn giả Ananda, ví như một người tìm một cái cửa vào chỗ chôn cất, trong một lúc tìm ra được 11 cái cửa. Cũng vậy, thưa tôn giả, trong khi đi tìm một cái cửa bất tử, trong một lúc con tìm ra 11 cái cửa bất tử. Ví như, thưa tôn giả, trong một ngôi nhà chỉ có một cái cửa và nhà ấy bị cháy, người ấy chỉ có thể ra bằng một cửa để có thể được an toàn cho mình. Cũng vậy, thưa tôn giả, với 11 cửa bất tử này, con có thể tạo ra được sự an toàn cho con với chỉ một cửa bất tử. Thưa tôn giả, các ngoại đạo này sẽ tìm cầu tài sản của sư cho sư. Tại sao con lại không đảnh lễ tôn giả Ananda? Rồi gia chủ Dasama, dân ở thành phố Ataka, mời họp các tỳ kheo chúng ở Vesali và Pataliputta cùng với các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, tự tay dâng cúng,
cho đến khi chúng tăng được thỏa mãn. Và mỗi tỳ kheo cúng một đôi y, nhưng riêng đối với tôn giả Ananda, vị ấy cúng ba y đầy đủ và xây dựng một ngôi tịnh xá giá trị 500 đồng tiền. Bảy La Mã, người chăn bò. Thành tựu 11 chi phần. Này các tỳ kheo, một người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước để lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, không có đặc biệt kính trọng. Thành tựu 11 chi phần này, người chăn bò không có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, tỳ kheo không có thể được tăng trưởng, tăng tịnh, tăng rộng rãi. Trong pháp luật này, thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo không biết sắc, không thiện xảo trong tướng, không trừ khử trứng ruồi, không băng bó vết thương, không có xông khói, không biết chỗ nước có thể lội qua, không biết chỗ nước uống được, không biết đường, không thiện xảo chỗ bò có thể ăn, nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết sắc? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành, vì ấy không như thật quán tri sắc ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết sắc. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không thiện xảo trong các tướng? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán tri nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không thiện xảo trong các tướng. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không trừ khử trứng ruồi? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên, chấp nhận, không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến, không thể tái sanh. Đối với sân tâm được khởi lên, đối với hài tầm được khởi lên, chấp nhận không từ bỏ, không tẩy sạch, không chấm dứt, không đưa đến, không thể tái sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không trừ khử trứng các loài ruồi. Và này các tỳ kheo, thế nào là không có băng bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo không tự chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì nhãn căn, không thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vị ấy nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên, tỳ kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không băng bỏ vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không xông khói? Ở đây, này các tỳ kheo không thuyết pháp rộng rãi cho các người khác như đã được nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không xông khói. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các tỳ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển là bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. Tỳ kheo thỉnh thoảng đến thăm những vị ấy,
nhưng không đặt câu hỏi, không thẩm vấn. Thưa tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? Các vị tôn giả ấy không có khai mở những gì chưa khai mở, không có hiển lộ những gì chưa hiển lộ, không có tẩy sạch sự nghi ngờ đối với các pháp còn chỗ nghi ngờ. Như vậy, này các tỳ kheo không biết chỗ nước có thể lội qua được. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết chỗ nước uống? Ở đây, này các tỳ kheo trong khi pháp và luật được thuyết giảng do Như Lai thuyết giảng, không được nghĩa tính thọ. Astaveda, không được pháp tính thọ, không được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán tri con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo không rõ biết con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo không như thật quán tri bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo không thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo nặng sữa bò cho đến khô kiệt? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các tín nam tín nữ cúng dường, đem lại cúng dường hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn thức thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, tỳ kheo không biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo nặng sữa bò cho đến khô kiệt. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, không có đặc biệt kính trọng? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão, kỳ cụ, xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng? Với các vị ấy không có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng, với từ khẩu hành, với từ ý hành, trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các tỳ kheo đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ, xuất gia đã lâu ngày, là bậc cha trong tăng chúng, là bậc lãnh đạo trong tăng chúng, đối với các vị ấy không có đặc biệt tôn kính. Thành tựu với 11 pháp này, tỳ kheo không có thể tăng trưởng, tăng tịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật. Thành tựu với 11 chi phần. Này các tỳ kheo, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo, người chăn bò biết sắc, thiện xảo trong tướng, trừ khử trứng ruồi, băng bó các vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống được, biết đường, thiện xảo chỗ bò có thể ăn cỏ, không nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các con bò đực, con bò cha, con bò lãnh đạo, có đặc biệt kính trọng. Thành tựu 11 chi phần này, người chăn bò có thể lãnh đạo đàn bò và khiến đàn bò được tăng trưởng. Cũng vậy, này các tỳ kheo, thành tựu với 11 pháp, tỳ kheo có thể được tăng trưởng, tăng tịnh, tăng trưởng rộng rãi trong pháp và luật này. Thế nào là 11? Ở đây, này các tỳ kheo biết sắc, thiện xảo trong tướng, trừ khử trứng ruồi, có băng bó vết thương, có xông khói, biết chỗ nước có thể lội qua, biết chỗ nước uống được, biết đường, thiện xảo chỗ bò có thể ăn cỏ, không nặng sữa đến kiệt quệ. Đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, có đặc biệt kính trọng. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết sắc? Ở đây, này các tỳ kheo phàm sắc gì do bốn đại hay do bốn đại tác thành, vì ấy như thật quán tri sắc ấy. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết sắc. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chúng,
ở đây. Này các tỳ kheo như thật quán thiên nghiệp tướng của người ngu, nghiệp tướng của người trí. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo thiện xảo trong tướng. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi? Ở đây, này các tỳ kheo đối với dục tầm được khởi lên, không chấp nhuận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Đối với sân tầm được khởi lên, đối với hài tầm được khởi lên, không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đưa đến không thể tái sanh. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo trừ khử trứng ruồi. Và này các tỳ kheo, thế nào là vị tỳ kheo có băm bó vết thương? Ở đây, này các tỳ kheo khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến tham ưu, các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì nhãn căn, thực hành sự hộ trì nhãn căn. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhận thức các pháp, vì ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì vì ý căn được chế ngự, khiến tham ưu các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo băng bó vết thương. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo song khói? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo thuyết pháp rộng rãi cho các người khác, như đã nghe, như đã được hiểu biết. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo song khói. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua? Ở đây, này các tỳ kheo đối với các tỳ kheo nghe nhiều, được trao truyền giáo điển là bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu. Tỳ kheo thỉnh thoảng đến thăm những chị ấy, đặt câu hỏi, thẩm vấn. Thưa tôn giả, vấn đề này thế nào? Nghĩa vấn đề này là gì? Các tôn giả ấy có khai mở những gì chưa khai mở, hiển lộ những gì chưa hiển lộ, tẩy sạch nghi vấn trong những vấn đề còn có nghi vấn. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo biết chỗ nước có thể lội qua được. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết chỗ nước uống được? Ở đây, này các tỳ kheo trong khi pháp và luật được thuyết giảng, do Như Lai thuyết giảng, được nghĩa tín thọ, được pháp tín thọ, được hân hoan liên hệ đến pháp. Như vậy, này các tỳ kheo biết chỗ nước uống. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo biết con đường? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán tri con đường thánh đạo tám ngành. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo rõ biết con đường. Và này các tỳ kheo, thế nào là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ? Ở đây, này các tỳ kheo như thật quán tri bốn niệm xứ. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo thiện xảo trong các chỗ bò ăn cỏ. Và này các tỳ kheo, như thế nào là tỳ kheo nặng sữa bò còn để sữa lại? Ở đây, này các tỳ kheo, khi các tín nam, tín nữ cúng dường, đem lại hết sức đầy đủ các vật dụng như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Ở đây, tỳ kheo biết thâu nhận vừa phải. Như vậy, này các tỳ kheo, là tỳ kheo nặng sữa bò còn để lại sữa. Và này các tỳ kheo, như thế nào đối với các tỳ kheo trưởng lão, kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, có đặc biệt kính trọng? Ở đây, này các tỳ kheo, các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão, các bậc kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, với các vị ấy có đối xử với từ thân hành, trước mặt và sau lưng, với từ khẩu hành, với từ ý hành, trước mặt và sau lưng? Như vậy, này các tỳ kheo, các tỳ kheo nào là bậc trưởng lão,
các bậc kỳ cụ xuất gia đã lâu ngày, bậc cha trong tăng chúng, bậc lãnh đạo trong tăng chúng, với các vị ấy có đặc biệt kính trọng. Thành tựu với 11 pháp này, này các tỳ kheo, tỳ kheo có thể tăng trưởng, tăng tịnh, tăng rộng rãi trong pháp và luật này. Tám La Mã thiền định một. Bây giờ có một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỳ kheo bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có thể chăng một tỳ kheo chứng được thiền định như vậy? Vì ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở khổ xứ không tưởng đến vô sở khổ xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này các tỳ kheo, có thể như vậy, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong lửa không tưởng đến lửa, trong gió không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở khổ xứ không tưởng đến vô sở khổ xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Nhưng bạch Thế Tôn, như thế nào một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau? Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, trong thế giới đời sau không tưởng đến thế giới đời sau, và trong những gì được nghe, được thấy, được cảm giác, được thức chi, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Chính là mã thiền định hai. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước có thể không tưởng đến nước, trong lửa có thể không tưởng đến lửa, trong gió có thể không tưởng đến gió, trong không vô biên xứ có thể không tưởng đến không vô biên xứ, trong thức vô biên xứ có thể không tưởng đến thức vô biên xứ, trong vô sở khổ xứ có thể không tưởng đến vô sở khổ xứ, trong phi tưởng phi phi tưởng xứ có thể tưởng không tưởng đến phi tưởng phi phi tưởng xứ, trong thế giới hiện tại có thể không tưởng đến thế giới hiện tại, trong thế giới đời sau có thể không tưởng đến thế giới đời sau. Phạm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tại đấy vị ấy có thể không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư, tại đấy vị ấy không có tưởng. Tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Như thế nào bạch Thế Tôn, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, dễ có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư, tại đấy dễ không có tưởng. Tuy vậy, dễ ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo tưởng như sau: đây là an tịnh, đây là thù thắng,
tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự đoạn diệt khát ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Như vậy, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, dễ có thể trong đất không tưởng đến đất, trong nước không tưởng đến nước, được ý suy tư. Tại đấy, dễ có thể không có tưởng, tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Mười La Mã thiền định 3. Rồi một số đông tỳ kheo đi đến tôn giả Sariputta. Như kinh số 7, chương 10 pháp, chỉ khác, đây là tôn giả Sariputta. 11 La Mã thiền định 4. Tại đấy, tôn giả Sariputta nói với các tỳ kheo: Này chư hiền, có thể chăng một tỳ kheo khi chứng được thiền định, được ý suy tư? Tại đấy, dễ có thể không có tưởng, tuy vậy, chị ấy vẫn có tưởng. Thưa tôn giả, chúng tôi từ xa đi đến để được biết ý nghĩa của lời nói này từ tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu ý nghĩa lời nói này được tôn giả Sariputta nói lên. Sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỳ kheo sẽ thọ trì. Vậy này chư hiền, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ nói. Thưa dân hiền giả, các tỳ kheo ấy dâng đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này các hiền giả, tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, vị ấy có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư. Tại đấy, vị ấy có thể không có tưởng, tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Như thế nào, thưa hiền giả Sariputta, một tỳ kheo khi chứng được thiền định như vậy, dễ có thể trong đất không tưởng đến đất, được ý suy tư? Tại đấy, dễ có thể không có tưởng, tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng. Ở đây, này các hiền giả, tỳ kheo tưởng như sau, số 20 kinh trước, tuy vậy, vị ấy vẫn có tưởng.